Nếu muốn tôi quay trở về, ráng làm có tiền đi, ở biệt thự đi, xe hơi đi, tôi quay về. Tha lỗi cho Hiền Hiền. Anh bỏ tôi mà theo người đàn bà khác. Cho anh một cơ hội. Anh còn có lý do nào khác nữa không? Đánh kẻ trả đi, không ai đánh người trả lại. Ủa, anh về rồi hả? Anh, bữa nay á, em có mua lẩu cho anh á, để em lấy cho anh ăn nha. Em biết anh ăn mì mấy hôm rài ngán lắm. Em mua 100 mấy lần á. 100 mấy? Trời em ơi, em lãng phí quá vậy. 100 mấy chục ngàn là em biết là 50 gói mì em biết không? Thôi dẹp vô đi, mắc tiền quá không nổi đâu. Dẹp vô đi. Dẹp vô đi. Chứ anh không ăn này, anh ăn gì? Xôi, chuối nướng, 2-3 ngàn đó, không? Rồi ăn mì gõ này kia 5 ngàn, 6 ngàn. Ăn vậy mới tiết kiệm đúng với em, đúng không? Anh sao vậy? Món anh thích mà, ăn đi ha. Dẹp vô đi, không ăn nổi mấy cái này đâu. Anh, em biết hổng rài là em sai, nhưng mà hôm nay em bù cho anh rồi đó. Nhiều quá, nồi lẩu 100 ngàn, không dám nhận nữa, ha. Anh nói gì vậy, không dám nhận là sao? Sao dám nhận được em, anh đi hết cái khu nhà trọ này á. Nó nói là trai bao, ở không, không làm ra tiền. Bám váy đàn bà, là bám váy của em á. Cái mặt nó là đàn ông, nó cũng biết nhục vậy. Hỏi ra tưởng cho nhiêu nè. 5 ngàn, 10 ngàn, ăn mì gói thấy mẹ luôn vậy đó. Nhìn cái gì, tụi nó không đúng hả? Cô nghe chưa, cô ác mồm ác miệng nghe chưa. Cái sớm này á, nói vậy là cũng do cô hết. Em đâu có nói gì đâu, anh nghe nói gì vậy? Thôi, mệt. Tôi nói cho cô biết nha, trong cái xã hội này, thằng này tự tin là một thằng đàn ông đàng hoàng nhất, chơi đẹp nhất. Cái nỗi nhục này hả, tôi không truy cứu ha, mà tôi còn dùng tiền rửa nó sạch sẽ luôn. Đây, không thằng trai bao nào mà cho tiền gái hết, chỉ có thằng này làm được thôi. Ok, cầm và đừng bao giờ làm phiền nhau. Ok, hẹn không gặp lại. Anh Thịnh, anh đi đâu vậy? Anh đừng bỏ em mà, em biết em sai rồi anh Thịnh. Cô la đi nhá, cô la lên là tôi là một cái thằng vũ phú ở một cái hàng bạo hành vợ đi ha. Cái miệng cô chưa độc địa lắm nghe chưa. Buông ra. Tôi cho cô một cơ hội nữa, coi như cạn tình cạn nghĩa nha. Nếu muốn tôi quay trở về, ráng làm có tiền đi, ở biệt thự đi, xe hơi đi, tôi quay về. Còn không thì cút mắt tôi. Dạ, cho em gửi. Coi như em gửi mà. Dạ, em cảm ơn. Coi kỹ coi có rớt ở đâu không anh? Chỉ có thể là rớt tại đây, tại nãy tôi uống cà phê ở đây là bị rớt. Xuống dưới bãi dưới xe là tôi đã không thấy ở đâu nữa rồi. Dạ, vậy anh đợi em chút để em gọi nhân viên phục vụ bàn lên à. Alo Thịnh hả em? Em lên bàn số 8 lầu 1 em chỉ liền nha. Ok, cảm ơn em. Dạ, dạ, chị gọi em. Khách nói là có làm rớt cái bóp ở đây hồi nãy. Em dọn bạn đây, em có thấy cái bóp nào không? Ủa, anh bị rớt bóp ở đây hả? Rõ ràng tôi rớt cái bóp ở đây. Tôi xuống bãi dưới xe tôi tìm đã không thấy rồi, tôi quay lại đây liền. Anh ơi, coi chừng anh rớt ở đâu á. Em dọn rất kỹ, em cũng nhìn kỹ vòng vòng mà không thấy cái bóp nào đó. Nếu mà có chắc chắn em sẽ thấy, em sẽ nhận nhưng lại. Nhưng mà lúc mà tôi tính tiền là tôi có móc tiền ra đưa cho anh, mà xuống bãi dưới xe xong tôi không thấy, tôi quay lên liền thì làm sao mà nó mất được? Bây giờ đó, cái chuyện của anh. Nhưng mà có chắc là em không thấy cái bóp không?
Chị ơi, em nói không là không. Em thiệt với chị luôn, em có lòng tham đâu. Nếu mà em nhặt được chắc chắn sẽ trả lại cho anh. Còn anh nói chuyện cho đàng hoàng đi. Rồi, anh rồi, nhớ rồi, kỹ rồi. Xíu đi. Được rồi, được rồi. Mở camera cho tụi coi. Mở camera cho tụi coi. Được rồi, được rồi. Thì đó, camera đó anh cứ mở đi. Anh đợi em chút, em sẽ xuống kêu chị chủ của em check camera cho anh. Tại vì em cũng chỉ là quản lý ở đây thôi, em không có phận sự check camera. Anh đợi em chút. Nè, tôi chấp anh coi camera luôn á. Làm ơn, lắp cái não vô mà nhớ đi ha. Đừng có mà quên đổi thừa cho người ta, vui qua cho người ta. Nãy giờ tôi nói chuyện với cậu rất là đàng hoàng, ok? Tôi thích nói chuyện vậy rồi sao? Hả? Anh khỏi coi camera, chúng tôi đã thấy hết rồi. Đó, thấy chưa? Có camera rồi đó. Nè, làm ơn mai mốt, đừng có vu oan người ta nghe chưa? Chị, cho anh coi đi chị. Anh qua đây mà coi. Coi gì? Camera đã quay lại hết rồi. Camera đó là bình thường, đây là camera giấu kín, để phòng ngừa những người tham lam như em. Chị ơi, dạ, thật ra thì em cũng không muốn lấy bóp đâu. Nhưng mà nếu cái bóp mình đó em không lấy thì người khác cũng lấy thôi. Nhưng mà chị cho em làm, chị đừng đuổi nha chị. Bây giờ em biến ra khỏi quán và trả bóp lại cho khách. Còn muốn gì thì em gặp chị chủ nói chuyện. Chị ơi chị. Anh ơi, anh ăn nghỉ chút quá. Dạ em chào chị. Em có trình bày trường hợp của em Thịnh cho chị á, nhưng nó nằm ngoài tầm giải quyết của em. Em mong chị xử lý cho em ấy ạ. Nếu như em muốn ở lại làm việc thì em nói chuyện với chị chủ. Dạ. Dạ. Chào chị ơi. Dạ em biết là chắc chị cũng đã xem hết mấy cái nội dung trong camera rồi. Dạ em biết là cái việc em làm không đúng. Nhưng mà mỗi người đều có một hoàn cảnh hết chị à. Chứ quê nhà em nghèo lắm chị. Má em thì bệnh nặng nữa. Nếu mà em không làm vậy á thì em không có tiền thuốc thang cho má của em. Mà thật sự nếu chị đặt trường hợp là em, chắc chắn chị sẽ thông cảm cho em. Nên em mong là chị cho em cơ hội ở lại đây tiếp tục làm việc. Em hứa với chị là em sẽ siêng năng làm việc bù lại những lỗi lầm của mình. Em mong chị bỏ qua cho em nha chị. Tôi không ngờ bao nhiêu năm qua anh vẫn không thể nào thay đổi được. Cô Hiền, em làm gì ở đây vậy? Em đừng nói với anh, em là bà chủ ở đây nha. Trời ơi, anh không ngờ luôn á. Nhìn em lạ quá. Em đẹp hơn xưa mà nhìn sang trọng nữa. Em à, cái chuyện của anh á, thôi bỏ qua cho anh nha em. Dù sao thì mình cũng là vợ chồng cũ. Anh nghĩ là cái chuyện này cũng trong cái quyền hạn của em đúng không? Bỏ qua. Bỏ qua là bỏ thế nào? Em ơi, dù gì thì anh cũng trả tiền cho người ta rồi, anh đâu có lấy đâu. Như Lại Hiền à, bao nhiêu năm qua anh bỏ em đi, anh gặp với người này người kia. Anh nói thật cho em là trong lòng anh hoàn toàn không có muốn cái chuyện đó. Nhưng mà em thừa biết hoàn cảnh gia đình với quê. Ba má anh á, ai cũng lớn tuổi hết rồi, bệnh nặng nữa. Nếu anh không làm như vậy, lấy đâu tiền mà lo cho gia đình của anh? Mình từng chung lối khổ đau. Tha lỗi cho anh Hiền, cho anh một cơ hội nha em. Bao nhiêu năm qua anh còn có lý do nào khác nữa không? Anh, em à, đánh kẻ trở đi, không ai đánh người trở lại, được không em? Vì anh có nhớ cái ngày hôm đó anh bỏ tôi mà theo người đàn bà khác. Anh nói tôi là không thay đổi được, nhưng mà người không thay đổi chính là anh. Anh đam mê rượu chè, gái rú, cờ bạc. Anh có lo gì đó cho tôi không? Ngày hôm nay anh quỳ trước tôi, tại vì tôi là bà chủ. Tôi có tiền, tôi có địa vị. Nếu như tôi vẫn là một đứa bán vé số, một người công nhân, một đứa xấu xí như ngày xưa, thì anh có quỳ trước đây nữa không? Tôi không xứng với anh nữa. Từ nay anh đừng có làm phiền tôi. Hiền, anh xin lỗi mà Hiền, bỏ qua cho anh đi. Hiền, Hiền, anh có tin tôi kêu bỏ vậy không? Tha lỗi cho anh đi mà em. Hiền, Hiền à, Hiền, con chó mẹ mày, tao không thiếu tiền, tao không chịu dùng như vậy đâu. Để ra coi thằng này làm được gì. Mày hả?
vội vàng quá để mình